khởi động vào một bài hát. Cả lớp mình có nhất trí không nào? Có. Các con đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chúng ta hãy cùng nhau khởi động nhé. Pino đi theo hướng phát ra tiếng. Các bạn giỏi quá! Tớ tìm được tới lớp mình vì càng tới gần lớp 4A1, tiếng hát, tiếng gõ phách càng to hơn đấy. Vậy các bạn hãy cùng tớ nhớ lại xem âm thanh có thể truyền qua những môi trường nào? A. Âm thanh truyền qua chất lỏng, chất khí. B. Âm thanh truyền qua chất rắn, chất lỏng. C. Âm thanh truyền qua chất khí, chất lỏng và chất rắn. Đúng rồi đấy, bạn đã trả lời rất chính xác. Âm thanh truyền qua chất khí, chất lỏng và chất rắn. Các bạn lớp 4A1 thật là giỏi quá đi. 4A1 thân yêu ơi, chỉ vừa mới làm quen với các bạn thôi mà tôi đã thấy rằng lớp chúng mình chính là một thế giới ngập tràn những âm thanh hạnh phúc đấy. Các bạn đã ghi nhớ những thông tin lý thú về âm thanh, và từ những đặc điểm trên, các bạn có tò mò âm thanh có vai trò như thế nào trong cuộc sống không? Chúng mình hãy cùng tìm hiểu với cô Mi nhé. Hy vọng các bạn sẽ có một giờ học thật bổ ích và vui vẻ. Cô trò mình hãy cùng cảm ơn bạn Pino với phần giao lưu vô cùng tuyệt vời vừa rồi bằng một tràng pháo tay nào. Các con ạ, những âm thanh trong bài hát khởi động vừa rồi không chỉ giúp chúng ta bắt đầu một ngày học thật sôi nổi, vui vẻ, mà nó còn thu hút cả bạn Pino nữa đấy. Vậy để tìm hiểu âm thanh có những lợi ích gì trong cuộc sống của chúng ta, cô trò mình hãy cùng mời bạn Pino ở lại và đồng hành với cô trò ta trong tiết học này để tìm hiểu về bài học ngày hôm nay, bài 11 âm thanh trong cuộc sống tiết 1. Đến với bài học ngày hôm nay, cô trò chúng ta cần đạt được những yêu cầu sau. Cô mời bạn Đức Anh giáo giúp cô yêu cầu cần đạt của bài. Vâng thưa cô, yêu cầu cần đạt trình bày được lợi ích của âm thanh trong cuộc sống, thu thập, so sánh và trình bày được mức độ đơn giản thông tin về một số nhạc cụ và một số bộ phận chính của các nhạc cụ, cách làm ra âm thanh từ các nhạc cụ. Cảm ơn Đức Anh. Và để đạt được những yêu cầu trên, cô trò mình sẽ cùng nhau tìm hiểu qua hai hoạt động chính. Hoạt động số 1, tìm hiểu về vai trò của âm thanh trong cuộc sống. Hoạt động số 2, cô trò mình sẽ đi tìm hiểu về cách làm một số nhạc cụ phát ra âm thanh. Và để làm được những yêu cầu đó thì ở tiết học trước, cô đã gửi đến các con một phiếu giao việc. Cô mời các bạn đọc thức vô nội dung của phiếu. Cùng với phụ quan nào? Con đưa cô phiếu ra việc: 1. Siêu tập tư liệu về lợi ích của âm thanh trong cuộc sống. 2. Tìm hiểu về một số loại nhạc cụ và cách sử dụng chúng. 3. Tìm hiểu cách làm các nhạc cụ từ nguyên liệu tái chế ạ. Cảm ơn con. Và những nội dung có trong phiếu nhiệm vụ của chúng ta cũng chính là những nội dung mà các con sẽ được tìm hiểu thông qua bài học ngày hôm nay. Bây giờ cô và mình sẽ cùng nhau đến với hoạt động đầu tiên, tìm hiểu về vai trò của âm thanh trong cuộc sống. Để trả lời cho câu hỏi âm thanh giúp cái gì cho cuộc sống của chúng ta, cô trò mình hãy cùng theo dõi một đoạn phim ngắn sau đây. Và các con hãy chú ý quan sát, để ý, ghi nhớ xem trong đoạn phim này có những hình ảnh và âm thanh quen thuộc nào nhé. Bye. những điều nguy hiểm và chúng ta hãy tránh để có thể đảm bảo an toàn cho bản thân nhé. Thông qua đoạn phim ngắn cuối cùng, cô cũng muốn gửi đến các con một thông điệp, đó là chúng ta hãy tham gia giao thông an toàn bằng cách thực hiện đúng luật giao thông, cũng như hãy chú ý lắng nghe hiệu lệnh của các cô, các chú cảnh sát giao thông nữa đấy. Cả lớp mình có nhất trí không nào? Vậy thông qua phần tìm hiểu vừa rồi, bạn nào hãy cho cô biết âm thanh mang lại lợi ích gì cho các con? Cô mời Kim Anh. Cô nhớ có âm thanh mà chúng ta có thể học tập, nói chuyện với nhau, thưởng thức âm nhạc và báo hiệu nguy hiểm ạ. Cảm ơn Kim Anh. Và qua phần tìm hiểu vừa rồi, chúng ta thấy được âm thanh có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta. Nhờ có âm thanh mà chúng ta có thể giao tiếp với nhau, giải trí trong cuộc sống và báo hiệu những nguy hiểm. Sưu tầm thêm các tư liệu minh họa cho lợi ích của âm thanh trong cuộc sống. Cả lớp mình đã chuẩn bị chưa nào? Rồi ạ. Và qua quan sát trên đây, cô thấy các con đã chuẩn bị rất chu đáo trong hoạt động này rồi đấy. Bây giờ các con hãy cùng nhau thảo luận nhóm 6 trong thời gian nhanh, đó là 1 phút, để chia sẻ thêm những hiểu biết của mình về những lợi ích của âm thanh mà các con đã sưu tầm được nhé. Bây giờ thời gian thảo luận của chúng ta bắt đầu. Còn mọi người thì đang chăm chú theo dõi và thưởng thức nó. Còn đây là hình ảnh trên máy chính, thư giãn và giải trí sau một ngày học tập căng thẳng. Vừa rồi là phần trình bày của nhóm tớ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Cô cảm ơn phần chia sẻ của các con. Vừa rồi cô thấy các con đã tìm được rất nhiều các âm thanh khác nhau trong cuộc sống. Không những vậy, các con còn nêu được lợi ích của chúng với cuộc sống của con người nữa. Và như các con đã thấy, âm thanh có vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, giúp chúng ta giao tiếp, giải trí và báo hiệu. Vậy bây giờ các bạn hãy cùng thử tưởng tượng nếu chúng ta không nghe được những âm thanh đó thì cuộc sống sẽ ra sao? Cô mời An Nguyên. Cảm ơn ý kiến của con. Vậy con Lina, con sẽ cảm thấy thế nào? Không thể nghe nhạc, không thể nghe được những âm thanh giải trí của tiếng nhạc, tiếng phim đúng không ạ? Thì Tiên nào? Trên đầu chúng tớ có những lỗ hơi, đó chính là nơi phát ra tiếng nói của chúng tớ đấy. Đó cũng là một loại âm thanh ở tần số cao. Đôi khi các bạn nghe giống như tiếng buổi sáng, đôi khi các bạn lại kèm những tiếng ai đó cười khúc khích. Đặc biệt chúng tớ rất thích nghe nhạc đấy. Riêng tớ thích nhất là nghe kèn saxophone. Mỗi khi nghe tiếng kèn, tớ đều cảm thấy rất vui vẻ. Âm nhạc đã giúp tớ thư giãn như thế đấy. Còn âm nhạc đã giúp ích gì cho các cậu? Ai có thể giúp cô trả lời câu hỏi của bạn Pino nào? Âm nhạc giúp ích gì cho các con? Cô mời Tú Linh. Thưa cô là âm nhạc giúp chúng con thư giãn, làm cho con thấy yêu cuộc đời, yêu với cuộc sống con ạ. Cảm ơn cô trả lời của con. Và đó chính là lợi ích cả trước tiên các bạn hãy trả lời cho cô câu hỏi vật phát ra âm thanh khi nào. Cô mời bạn nhấn link nào. Con thưa cô, khi vật rung động sẽ phát ra âm thanh ạ. Cảm ơn câu trả lời của con. Cô mời nghe nhận xét của bạn khác. Cô mời bạn Liban. Cô hoàn toàn nhất trí với câu trả lời của các con. Và đây cũng chính là nội dung mà cô trò mình được tìm hiểu ở bài học trước. Cô khen cả lớp mình đều rất nhớ bài. Và trong phiếu giao việc, cô có yêu cầu các con về nhà, đó là hãy sưu tầm và tìm thêm các nhạc cụ để hoàn thành bài sau đây. Bây giờ các bạn hãy cùng quan sát lên màn hình giúp cô. Các con sẽ sử dụng những dụng cụ mà chúng ta đã chuẩn bị và mang đến lớp hôm nay, hoàn thành cho cô phiếu học tập trên. Cô mời bạn Quỳnh Chi đọc cho cô nội dung phiếu học tập nào. Và để hoàn thành phiếu học tập này, các con sẽ cùng nhau thảo luận nhóm 6 trong thời gian 2 phút để ghi lại các thông tin sau đây. Đó là tên nhạc cụ, bộ phận phát ra âm thanh và cách làm phát ra âm thanh. Sau đó đại diện của các nhóm sẽ trình bày và chia sẻ cùng cô và cả lớp. Cả lớp mình đã rõ yêu cầu chưa nào? Rồi ạ. Thời gian thảo luận và chia sẻ của chúng ta 2 phút bắt đầu. Chưa? Cái đàn guitar này là nhạc cụ mà tớ yêu đón xem cái video các bạn đã sưu tầm được có nội dung gì thú vị nhé. Và cô cũng hoàn toàn nhất trí với câu trả lời của các con. Chính sự khác nhau về về bộ phận và cách làm phát ra âm thanh, mà người ta chia các nhóm nhạc cụ mà cô trò mình vừa tìm hiểu thành 3 nhóm nhạc cụ chính, đó là nhạc cụ dây, nhạc cụ gõ và nhạc cụ hơi. Cô mời một bạn nhắc lại giúp cô nào. Cô mời bạn Phú Vinh. Con thưa cô, ba nhạc cụ là nhạc cụ dây, nhạc cụ gõ, nhạc cụ hơi ạ. Chúng ta lưu ý đây là nhóm nhạc cụ nhé. Chúng ta có 3 nhóm nhạc cụ chính như các con vừa tìm hiểu. Như vậy là chúng ta cũng được tìm hiểu rất nhiều các thông tin lý thú về âm thanh, và các con còn biết được thêm về cách làm phát ra âm thanh từ một số các loại nhạc cụ nữa. Bây giờ các con có muốn tự tay mình làm ra các loại nhạc cụ đó bằng những vật liệu gần gũi trong cuộc sống của các con không? Vậy chúng ta cùng chuyển sang nội dung tiếp theo. Chúng ta sẽ được tìm hiểu cách làm nhạc cụ từ các vật dụng trong cuộc sống. Và để giúp các con có thể dễ hơn trong việc thực hiện này thì các con hãy lưu ý một số tiêu chí sau đây. Cô mời một bạn đọc giúp cô tiêu chí. Cô mời bạn Thủy Tiên đọc to. Con thưa cô, tiêu chí sản phẩm. 1. Nhạc cụ có thể phát ra được âm thanh. 2. Nguyên vật liệu dễ kiếm, dễ sử dụng. 3. Được phải sử dụng được lâu dài. 4. Nên trang trí để mát hạ. Cảm ơn con. Và dựa trên những tiêu chí trên đây, các bạn hãy cùng nhau thảo luận nhóm 6 trong thời gian 2 phút để lên ý tưởng và phát thảo ý tưởng về nhạc cụ mà các con định trình bày. Cả lớp mình đã rõ được yêu cầu chưa nào? trang trí để chiếc kẻ thêm phần đẹp mắt hơn ạ. Cảm ơn ý tưởng rất tuyệt vời của nhóm 4. Vậy thì nhóm 3 nhỉ? Cô thấy đang xuất hiện có vẻ đây là hình ảnh của một cây đàn đúng không? Qua phần chia sẻ vừa rồi, cô thấy các con chỉ trong một thời gian ngắn đã nghĩ ra được và phát thảo lại được những ý tưởng rất thú vị của các loại nhạc cụ rồi đấy. Và không những vậy, các con còn biết sử dụng lại những đồ dùng, những vật dụng không sử dụng tới nữa, tái chế nó để bảo vệ môi trường. Cô khen cả lớp mình nào. Và dựa vào ý tưởng chung mà các bạn đã đưa ra, về nhà các con hãy sưu tầm các nguyên vật liệu và tự tay mình làm nên những nhạc cụ đó nữa. Cả lớp mình có nhất trí không nào? Và sau bài học ngày hôm nay, cô trò mình đã biết được thêm những kiến thức gì nào? Cô mời Kim Anh. Con thưa cô, qua bài học ngày hôm nay con biết trong cuộc sống ông hay có tất cả 3 vai trò, đó là giao tiếp, giải trí và báo hiệu ạ. Cảm ơn con. Chúng mình còn biết thêm được điều gì nữa nhỉ? Cô mời Minh Hoa. Đến cô giáo, tại vì các bạn, tớ sẽ kể cho những người bạn ở đang xem sát sau kia, nghe đến những người bạn học sinh vừa thông minh, vừa đáng yêu của trường tiểu học Phúc Lợi. Hẹn gặp lại cùng mình và các bạn nhỏ bạn muốn ăn mục trong những tiết học của Mỹ sắp tới nhé. Người bạn đồng hành tuyệt vời vừa rồi cũng đã góp phần cho chúng ta tìm hiểu thêm được nhiều kiến thức ở bài học này, và cô cũng khen về tinh thần học tập của các con hôm nay. Các bạn đều là một trường hình bài rất chú đáo, hăng hái giơ tay phát biểu xây dựng bài. Cô khen cả lớp mình nào. Và để thay cho lời chào kết và lời cảm ơn, cô trò mình hãy cùng gửi một trái tim yêu thương đến các thầy cô giáo nhé. Bài viết khoa học tìm hiểu bài 11